không phải là cầu thủ tiên phong cho lối chơi hào hoa của những ngoại binh khi thử sức tại V-League. Song, Henrio Araújo da Silva với những gì đang thể hiện lại mang đến cơn gió lạ giúp giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam trở nên đặc biệt hơn. Đầu tiên cần phải nói rằng, ngay từ khi đặt chân tới Việt Nam, Henrio đã khiến nhiều người phải tò mò vì có một lý lịch tương đối hoành tráng. Là người Brazil, nhưng phần lớn sự nghiệp của cầu thủ này gắn bó với Tây Ban Nha. Tiền vệ công này từng ăn tập ở La Masia trong 4 năm, là thành viên của đội trẻ Barcelona. Henrio cũng đã từng sát cánh với nhiều cầu thủ mà sau này đã gây dựng nên tên tuổi của mình trên trường quốc tế. Nổi bật nhất chính là Gerard Deulofeu và Rafinha, hai cầu thủ đang lần lượt khoác áo Udinese và Real Sociedad. Tất nhiên, không phải cứ có lý lịch khủng là chơi hay. V-League chỉ là một giải đấu nhỏ bé, nhưng đến như nhà vô địch World Cup Dan Nielsen hay cựu tiền vệ Man United Postebon còn phải sớm bật bãi thì không nhiều người dám đặt kỳ vọng vào Henrio, một người mà có lẽ người ta chỉ nhớ đến với tư cách là cựu cầu thủ của U16 Barcelona. Thực tế, trước khi gia nhập câu lạc bộ Bình Định vào năm 2021, Henrio chỉ khoác áo một số đội bóng nhỏ ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đi kèm với đó là thành tích vỏn vẹn một bàn thắng làm vốn sang Việt Nam. Thật may là sau hơn 2 năm chơi bóng ở Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1994 phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của mình lên những đội bóng mà anh thi đấu. Đầu tiên là Topelan Bình Định, đội bóng đất võ được hưởng lợi rất nhiều từ Henrio. Tại V-League 2022, Henrio có 7 bàn thắng, 7 kiến tạo. Ở đấu trường cúp quốc gia, anh ghi được một bàn thắng và một kiến tạo. Cựu cầu thủ U16 Barca giúp câu lạc bộ Bình Định giành được huy chương đồng V-League và huy chương bạc cúp quốc gia. Ngoài ra, vì là sản phẩm của La Masia nên không bất ngờ khi tiền đạo này có lối chơi thiên về kỹ thuật thay vì sử dụng sức mạnh và tốc độ để can lướt như rất nhiều ngoại binh ở V-League. Đó cũng là điểm độc đáo của Henrio. Gia nhập Thép Xanh Nam Định ở mùa giải này, Henrio tiếp tục trở thành cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội chủ sân Thiên Trường. Sau 3 trận đấu, cầu thủ cao 1m81 này ghi một bàn và đóng góp một pha kiến tạo, giúp cho đội bóng mới bay cao với thành tích bất bại cùng với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Giữa một rừng nội binh sao số được mang về cho tham vọng hóa rồng của đội bóng thành nam, Henrio vẫn cho thấy được một phong cách đậm chất Latin không lẫn vào đâu được, điều thường thấy của những cầu thủ lò La Masia. Người ta nói Henrio đang nhảy múa tại V-League. Điều đó không sai, nhưng trong lịch sử V-League, không thiếu những ngoại binh nổi tiếng với kỹ thuật điêu luyện. Nhưng cái cách mà Henrio duy trì nguồn cảm hứng chơi bóng biết đâu lại là phương pháp hữu ích cho nhiều cầu thủ Việt Nam phải nghiên cứu. Ăn chay giúp cơ thể khỏe mạnh, nhưng để duy trì điều đó ở một môn thể thao đòi hỏi cường độ cao như bóng đá lại là không hề dễ chút nào. Ấy thế mà điều này đã trở thành thói quen với Henrio. Vào buổi sáng, tôi thường ăn trái cây, bổ sung protein từ trứng, các loại trái cây khô kèm nước ép tươi hoặc là cà phê. Nếu đội tập luyện vào buổi sáng, tôi ăn thêm một bữa nhỏ với vài miếng trái cây hoặc thực phẩm bổ sung protein. Đến buổi trưa, tôi bổ sung carbohydrate từ khoai tây, cơm hoặc mì ống, protein từ trứng, phô mai, đậu hũ và rau. Sau buổi tập chiều, tôi chủ yếu ăn rau củ và bổ sung protein. Nếu khối lượng tập luyện lớn, tôi sẽ bổ sung carbohydrate. Trước khi đi ngủ, tôi có một bữa ăn nhẹ với sữa chua hoặc sữa dành cho người ăn chay hoặc là trái cây. Henrio thậm chí còn rất hứng thú khi nhắc tới điều này trước truyền thông. Hiếm có cầu thủ chuyên nghiệp nào lại thích ăn chay như Henrio. Anh đã duy trì thói quen sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật suốt 5 năm qua. Tôi đã ăn chay được 4 năm rưỡi rồi. Vì nhiều lý do nên tôi đã chọn những thực phẩm nguồn gốc từ thực vật. Quan trọng hơn hết là tôi cảm thấy khỏe hơn. Việc các cầu thủ theo đạo Hồi ăn chay trong tháng Ramadan thì là câu chuyện khác. Họ chỉ ăn chay trong một quãng thời gian ngắn, còn với tôi là thói quen rồi. Tôi không nghĩ ăn chay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Ngược lại, nó tốt cho sự hồi phục thể trạng. Cơ bắp của tôi cũng được cải thiện kể từ khi tôi ăn chay. Henrio từng chia sẻ trong một cuộc trả lời truyền thông khi còn ở Bình Định. Thật vậy, ăn chay là yếu tố quan trọng để Henrio có thể thi đấu tốt ở V-League. Anh sở hữu cơ bắp lý tưởng, cơ bụng 6 múi và thường xuyên thể hiện được khả năng tranh chấp tay đôi trên sân cỏ. Đặc biệt, cầu thủ này chưa dính chấn thương nghiêm trọng nào kể từ khi tới Việt Nam chơi bóng. Ở mùa 2021, Henrio đá chính trong 12 trận của câu lạc bộ Bình Định ở V-League. Anh chỉ nghỉ 4 trong tổng cộng 1.080 phút. Đến mùa 2022, anh chỉ vắng mặt trong một trận đấu của đội bóng đất võ vì mắc Covid-19. Còn lại, anh đá chính cả 22 trận. Và đương nhiên tại Thép Xanh Nam Định mùa này, cựu cầu thủ của U16 Barca đều đá đủ 90 phút sau 3 vòng đấu đã qua. Tầm vóc của một giải đấu như V-League đương nhiên vẫn còn quá nhỏ bé, nhưng độ quyết liệt của sân chơi này là điều không thể phủ nhận. Cộng thêm điều kiện sân bãi chưa có hoàn hảo, các cầu thủ hoàn toàn có thể phải gặp những chấn thương nặng không kém gì với Luke Shaw.
Với một cầu thủ có lối chơi kỹ thuật như Henrio thì việc đối mặt với những pha truy cản mỗi trận đấu là điều hết sức bình thường. Nhưng ít nhất tới thời điểm này, như cụm từ dân dã của người Việt thì anh vẫn sống khỏe. Đương nhiên, để được thể trạng chuẩn như hiện tại, Henrio không chỉ ăn chay. Thời ở Topeland, Bình Định, nhiều người dân địa phương thường bắt gặp anh rèn luyện thể lực trên những bãi biển trong ngày nghỉ. Đó là sự kết hợp quá đỗi bình thường với một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng ở Việt Nam, điều này thực sự đáng hoan nghênh khi biết rằng nhiều đội bóng ở ta đang đau đầu với việc quản lý ngoại binh ra sao. Nói vui một chút thì câu chuyện của Henrio cũng có thể mang đến những điều hữu ích cho câu lạc bộ. Ở Việt Nam, chuyện ăn chay giờ đã trở nên phổ biến. Những món ăn chay bây giờ cũng trở nên đa dạng, phong phú và đây hoàn toàn có thể là phương án dinh dưỡng ngon bổ rẻ trong thời buổi giá cả leo thang. Nếu ăn chay mà khỏe như anh chàng Henrio này thì những cầu thủ này cũng chẳng ngại gì mà không thử. Henrio khiến người ta liên tưởng đến ngôi sao Leandro từng làm mưa làm gió với xi măng Hải Phòng trước đây. Tất nhiên, so sánh này cũng hơi khập khiễng vì cái chất riêng và tầm ảnh hưởng của Leandro khi đó khó ai sánh bằng. Nhưng nếu cứ duy trì được phong độ này cùng một chế độ dinh dưỡng khoa học, cựu cầu thủ U16 Barca hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng tại V-League giống như những gì mà Leandro từng làm được. Còn chỉ ít vào lúc này, Henrio xứng đáng là của hiếm mà bất cứ câu lạc bộ nào cũng muốn có. Và Thép Xanh Nam Định chắc chắn là những người vui nhất vào lúc này. Chỉ cần Henrio lúc nào cũng khỏe mạnh, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đương nhiên sẽ sở hữu cho mình một họng pháo thượng hạng. Còn những đối thủ của đội bóng Thành Nam mới là những người cảm thấy lo lắng khi phải tìm cách ngăn chặn anh chàng chiến binh này.